6 năm trước khi Super Mario còn thi đấu cho Liverpool, phút 83 trận Liverpool gặp Pakistan. Jordan Ibe bị phạm lỗi trong vòng cấm, phạt đền cho đội chủ nhà. Đội trưởng Jordan Henderson nhận trách nhiệm sút, nhưng cầu thủ dự bị vào sân trong hiệp 2, Mario Balotelli, tiến đến giành lấy quả bóng, tranh sút phạt với đồng đội. Henderson nhìn lên khu kỹ thuật để hỏi ý kiến huấn luyện viên, nhưng không có chỉ thị nào. Balotelli là người sút phạt đền. Anh ghi bàn duy nhất trong trận đấu giúp Liverpool giành lợi thế trước trận lượt về. Trước khi bắt đầu, các bạn nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ tụi mình nha. Cristiano Ronaldo ghi bàn nhưng vẫn bị fan Real la ó vì ích kỷ. Trong làng bóng đá thế giới, siêu sao người Bồ Đào Nha không phải là cầu thủ duy nhất bị chỉ trích vì tính xấu đó. Nói chung làm cầu thủ, ai mà chẳng muốn bản thân ghi tên lên bảng điện tử. Vậy cho nên đôi khi vì vô ý hay cố tình, những khoảnh khắc như thế này đã xảy ra. Đây là trận đấu có tình huống tranh cãi nội bộ giữa các cầu thủ Inter Milan khi Icardi thay vì chuyền bóng cho Osvaldo trong tư thế thuận lợi lại quyết định dứt điểm làm mất cơ hội. Sau trận đấu, Icardi thừa nhận anh đã hơi ích kỷ khi không chuyền cho Osvaldo. Trong trận đấu giữa Man City và Chelsea, khi Gabriel Jesus tận dụng sai lầm của trung vệ Chelsea và cướp bóng để chuyền cho Aguero, mặc dù chân sút người Argentina đã khống chế bóng lỗi, nhưng rất may là Sterling đã băng vào kịp lúc để dứt điểm tung lưới đội khách. Tuy nhiên có vẻ Aguero có vẻ không hài lòng lắm với điều này. Sadio Mane đã nổi giận sau khi bị thay ra ngoài sân ở trận đấu của Liverpool trước Burnley. Trước khi bị thay ra, Sadio Mane đã có một cơ hội tuyệt vời để lập cú đúp ở trận đấu này. Tuy nhiên Salah lại từ chối chuyền bóng cho Mane đang ở vị trí thuận lợi không ai bị kèm, mà cố xoay sở để tìm kiếm bàn thắng riêng cho bản thân nhưng không thành công. Chính vì tình huống xử lý cá nhân của Salah mà Mane không khỏi tức giận và phản ứng gay gắt ở ngay trên sân. Mbappe từng bị bắt gặp có thái độ khó chịu với Neymar trong chiến thắng 2-0 của PSG trước Montpellier. Cụ thể, tiền đạo này đã không hài lòng, cảm thấy Neymar ích kỷ không chuyền bóng cho anh. Kết quả là sau khi Mbappe được rút khỏi sân thì lập tức ngay sau đó, Neymar đã có đường kiến tạo để giúp Draxler ghi bàn. Tình huống của cầu thủ đội Hertha BSC này cũng vậy. Nhiều người cho rằng số 7 hoàn toàn có thể ghi bàn, nhưng khi bạn thực sự chưa chắc chắn thì có lẽ sự băng vào của số 28 mới là điều cần thiết. Liverpool đã đánh bại Besiktas với tỷ số 1-0 trong một trận đấu tại Europa League và bàn thắng duy nhất được ghi do công của Balotelli trên chấm 11m. Nhưng cũng vì bàn thắng mà Balotelli đã để lại hình ảnh không đẹp trong trận đấu vì tiền đạo người Italia đã tranh quyền sút phạt 11m với Henderson. Bởi vì đội trưởng Guerra không ra sân nên nhiệm vụ đá phạt thuộc về Henderson. Tuy nhiên khi ôm bóng trên tay để chuẩn bị đá phạt, anh đã bị Balotelli lao tới cướp trái bóng. Rất may cho Liverpool là với biệt tài đá phạt penalty, Balotelli đã thực hiện quả 11m thành công. Nếu không sẽ chẳng ai đoán trước được những gì sẽ xảy ra sau đó. Đó là một trận đấu mà Dani Alves ngăn Cavani đá phạt để nhường cho Neymar. Khi đó Neymar dường như đang không hạnh phúc trọn vẹn tại Pháp bởi bàn thắng quá ít. Tuy nhiên, Cavani kiên quyết giữ nhiệm vụ đá các quả phạt đền của PSG và đã hai lần từ chối nhường khi Neymar ngỏ ý muốn đá. Đó cũng là lần quan hệ giữa Cavani và Neymar rạn nứt nghiêm trọng. Thời còn ở Real, theo quy ước của huấn luyện viên Pellegrini, khi Kaká và Cristiano Ronaldo cùng ở trên sân, quyền đá penalty sẽ được hai cầu thủ này quyết định với nhau.
Trong trận đấu trước Villarreal, Kaká đã thực hiện thành công quả 11m đầu tiên và đương nhiên Cristiano Ronaldo sẽ là chủ nhân của quả đá phạt cuối trận. Anh đã cầm bóng và chuẩn bị thực hiện cú sút, nhưng khi được Xabi Alonso đề nghị nhường lại cơ hội ghi bàn, Ronaldo đã đồng ý, nhưng anh không hề ăn mừng với pha làm bàn của Alonso và nhiều người cho rằng cầu thủ này buồn bực vì bị tranh quyền đá penalty. Ở một trận đấu khác, Chicharito cũng từng rất tức giận khi đội bóng có cơ hội ghi bàn rõ ràng trong một đợt tấn công. Tuy nhiên, người đồng đội Bellarabi thay vì chuyền bóng, anh đã quyết định dứt điểm trong tình trạng không thực sự khả quan chút nào. World Cup 2018, tuyển Anh phải trả giá vì Harry Kane đã bỏ lỡ cơ hội kết liễu Croatia. Thất bại 1-2 ở bán kết World Cup 2018 là nỗi đau lớn, không dễ để nguôi ngoai của người thủ quân này. Tiếc nuối nhiều nhất là tình huống xảy ra khi hai cú dứt điểm liên tiếp của Kane đi vào cột dọc và thủ môn đối phương. Nếu Kane không dứt điểm, thay vào đó là chuyền bóng, thì có lẽ năm đó họ đã vào trận chung kết. Rõ ràng đôi khi trận đấu sẽ có một kết quả khác nếu như cầu thủ không chầm chầm vào việc ghi bàn và biết nhìn đến sự hiện diện của đồng đội, thì đã không có pha bỏ lỡ như tình huống của anh chàng Mbappe này. Huấn luyện viên Fulham thậm chí còn muốn xử luôn Camara khi anh chàng này khăng khăng đòi thực hiện một quả phạt đền trong trận đấu trước Huddersfield Town. Vốn dĩ khi được hưởng quả phạt đền, Alexander Mitrovic, chân sút hàng đầu của Fulham, mới là người thực hiện. Tuy nhiên, Camara đã giành được bóng và phớt lờ mọi thứ. Nhưng kết quả khá tệ vì nó đã biến thành một pha bỏ lỡ. May mắn là hôm đó, Mitrovic đã ghi được bàn thắng muộn giúp Fulham chiến thắng. Có vẻ như không ai chỉ trích cầu thủ này khi mà chính Ronaldinho cũng là người khá vui vẻ khi đội bóng nâng tỷ số. Bất chấp khi đó bàn thắng của anh vừa bị đồng đội cướp mất, đây hẳn là thái độ quyết định tất cả. Cristiano Ronaldo cũng có những pha bỏ lỡ khá đáng tiếc. Đây là một trong những tình huống mà nếu như cầu thủ này biết bỏ qua cơ hội của mình để cho đồng đội, thì tỷ số trận đấu có lẽ đã là một kết quả khác. Ở trận đấu giữa PSG và Strasbourg tại giải vô địch Pháp, tiền đạo Maxime Choupo-Moting đã có pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin, chẳng khác nào một tình huống cứu thua cho đối thủ. Lẽ ra cú lốp bóng của Christopher Nkunku sẽ đi vào lưới mà không cần thêm một tình huống chạm bóng nào nữa. Tuy nhiên, Choupo-Moting muốn hãm bóng lại rồi dứt điểm ghi bàn, nhưng pha xử lý quá vụng về của anh đã ngăn cản một bàn thắng đẹp của đồng đội. Jermaine Defoe và Gilberto đã tranh cãi nảy lửa để giành quyền đá phạt khi còn khoác áo câu lạc bộ Toronto tại giải nhà nghề Mỹ. Nhưng rồi chỉ cần có bàn thắng thì hai người lại thân thiện như chưa có gì xảy ra. Có lẽ đây cũng là một trong những điều khiến bóng đá hấp dẫn như vậy. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại trong những video lần sau. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ cho kênh nhé.